It's very spicy. Very, very spicy, but very delicious. Good morning, Benjung. This is one of the banh mi kho luan. And this is how she prepares the banh mi thịt. Ngon lắm. Cay mà ngon. Cay mà ngon. Cay mà ngon. So yes, this ingredients. Dạ phú. Bánh mì Phú Yên. Bánh mì Phú Yên hả? Dạ. À, ok. Không phải bánh mì Bình Dương. Dạ. Không, bánh mì chả cá, chả lụa Phú Yên. À, chả cá, chả lụa ở đây Phú Yên hả? Dạ, làm, chả luôn. Chả tự làm luôn. This chili is very spicy. See, you can just imagine. Một ổ bao nhiêu không? Dạ, 15 ngàn. 15 ngàn. Dạ. But this is the finished product. So the mother is being helped by her daughter. Chị ơi, tính gì? Tên Lan. 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 Bao lâu bán anh ấy bánh mì thịt chị? Đúng rồi. Bao lâu rồi hả? À. Một năm nay rồi. À, một năm rồi. So she's selling bánh mì thịt is more than one year. Là... ở nhà tự làm đây rồi bán bánh mì luôn. Ồ, cái này trẻ à? Trẻ, con phải chả lửa hả? Chả lửa, đúng rồi. Đây, cái này chả cá. Chả cá. Đúng rồi. Ở đây 80k. 80 một cà. 80k một cây. Nhậu, số nhau, một. Ừ, đúng rồi. Nhậu số 1. Đúng rồi. Nhậu với muối tiêu nè, số 1. Đúng rồi. She said that this chè, which is basically the homemade meatloaf, is very good for drinking. Di nhau is like Vietnamese drink beer. So this is one of the best food that you are going to eat during drinking. Look at this, the banh mi, the famous Vietnamese baguette. Biết. Đặt tiếng Việt mà. Nói tiếng Việt được mà.